Thêm lần nữa cho đỏ rồi, bao nhiêu lần nữa không biết đâu. Là có thể là cạo lông được đấy, em thử phát luôn bằng lông chân mình luôn, mình nhiều lông chân mà, nhiều lông để làm gì này. Ý, thấy chưa, con này sưu tầm rồi đúng không, con này treo phong kín thôi à, quanh không. Xin chào các bạn đã trở lại với video tiếp theo trên kênh Xe Đầu Kéo Vlog nha. Hôm nay thì Tú đang có mặt tại xã Phúc Sen, bản Park Rằng. Dạ. Đấy, đây là một cái bản rất là nổi tiếng với làng nghề rèn, là đã có từ rất là lâu đời rồi. Theo thông tin của Tú tìm hiểu thì đã vào khoảng thế kỷ thứ 11 thì ở đây là bà con đã bắt đầu với nghề rèn, và khi đó thì đã là làm những cái binh khí cho nghĩa quân để chống lại nhà Tống. Hôm nay đứng cạnh mình đây là em Hữu, cùng tên với em Xuân Hữu ở bên Hà Giang, cũng là nghệ nhân về rèn, còn bên kia là nghệ nhân về đánh đàn, còn bên này là bạn Ngọc là ở bên Lạng Sơn thì các bạn biết rồi. Tiếp theo đó là anh già làng Tây Nguyên, tiếp theo đó là anh Hội, cẩn thận rơi nước nha anh nhé, trận lửa chân trong lửa chân ngoài là hơi nguy hiểm ấy. Hôm nay là các anh em là vẫn có những cái trang phục rất là ấn tượng. Hôm nay đi thì rất là vui khi được bạn Ngọc giới thiệu cho Tú là đến với làng rèn để khám phá. Thì cũng được rất là nhiều người trên kênh của Tú comment là hãy đến thăm cái làng rèn truyền thống này để quay chia sẻ về cái cách thức bà con ở đây làm việc, cũng như là ở đây cũng là một ngôi làng rất là đẹp nhá. Dạ. Chào Hữu nhá. Em Hữu xin chào tất cả mọi người trên kênh của anh Tú ạ. Thực sự là hôm nay em Hữu rất là may mắn được đón tiếp anh ở đây, và hôm nay sẽ cùng các anh để mà tham quan và chia sẻ về những cái hình ảnh về ngôi làng của em ạ. Hôm nay mình đứng đây thì cạnh một cái gọi là cũng gần như là cái biểu tượng của làng, đó là một cụ sung. Cụ sung là đã có là khoảng bao nhiêu năm em? Khoảng tầm 1.000 năm rồi anh ạ. Ôi thế à? Khoảng tầm 1.000 năm tuổi. Nhiều tuổi vậy rồi à? Dạ. Thế mình lại gần đấy để chiêm ngưỡng cụ sung đi. Ở đây thì theo ông cụ kể lại thì ở đây thì từ thời ông cũng đã lớn từng này rồi. Thế cái sung à? Này thì hướng lại đổ về cái hồ. Chứ không, đây là không cái món nước à? Đây là một cái mỏ nước. Có bao giờ bị cạn không em? Món này có khi nào bị cạn thì không? Cái mỏ nước này không bao giờ cạn anh ạ. Không bao giờ cạn. Dạ. Lúc nào mà bơm, anh thấy ở đây có cái trạm bơm rất là to ấy. Dạ. Mà khi mình bơm nước lên để sử dụng cho đồng ruộng như thế này mà cũng không cạn luôn à? Cái mỏ nước này không cạn đâu anh ạ, vì là trong 3 năm trước thôi là xây một cái trạm bơm ở đây. Do bơm nước không thành công mà không thể nào vét được rưỡi, với lại không bơm nước không cạn được nên là không làm được. Thế là mình là đã từng là dùng cái máy bơm để bơm hết lên rồi nhưng mà không cạn được. Bơm khoảng bao nhiêu ngày? Hồi đấy là bơm khoảng hơn 1 tuần rồi ạ. Hơn 1 tuần. Một tuần liên tục không mà, cạn được nước. Mà không cạn được đây, nước. Cái mó nước là có từng này thôi, cũng không phải quá lớn đâu, các bạn có thể xem này. Thế mà bơm cả liên tục là 1 tuần mà không có thể cạn được. Mà hai nữa thì ở bên cạnh mó nước thì có một cụ sung đã tầm đó là cả thế cả thiên niên kỷ rồi, nếu mà 1.000 năm. Cái cây sung nào mà to như này Tú ạ? Khủng khiếp nhá. Cây này thì sần sùi to. Nhìn cái bừu nó lên ra này. Đúng rồi. Sợ nhìn bộ gốc rễ. Ôi có trèo lên đây có sao không em? Được thoải mái anh ạ. Cây thiêng ấy nhiều khi mà mình ở đây cây sung có sao thì gắn liền với bà con dân bản rồi nên là trèo thoải mái. Anh già làng có muốn hỏi điều gì anh già làng? Cái sung này lên được không? Lên được anh ạ, lên ở đây ăn thì quả. Bà con muốn ăn quả lấy sung ở trên này để ăn ạ. Ô sao quả nó nhỏ nhỉ? Tầm mùa này thì quả nó chưa lớn hẳn đấy, nhưng mà ở cái tầm dứa này ăn mới ngon anh ạ. Tầm này ăn nó sẽ giòn hơn và nó sẽ không bị chát. Không có chát à? Dạ.
Mà lá sung này vẫn lấy về ăn được. À, lá sung này vẫn ăn được bình thường anh ạ. Là có thể cuốn gỏi hoặc là. Ôi cẩn thận nha, ra làng nha. Trơn nha, mưa đấy. Không, cái này thì mình thấy cái gốc sung là xù xì, không có bị rêu nhiều. Cái này nó cũng dễ lên. Cái này thì bà con lên nhiều mà. Mưa cẩn thận. Nhưng mà công nhận đặc biệt thật này. Cái bộ thân, bộ gốc, bộ rễ này. Các bạn nhìn này. Nhìn đây này, có những cái mấu ở đây này. Đấy. Xù xì đúng như là cái tuổi của cụ ấy. Rất là nhiều thân gốc rễ. Ra đến tận ngoài kia rồi. Trời ơi. Quá kinh khủng. Ôi quả. Ngon quá. Nào mọi người. Tức là ngày xưa ngày bé em có hay trèo đây không? Ờ ngày bé thì em hay trèo lắm nhưng mà bây giờ thì hơi nặng cân rồi nên là trèo cũng hơi nguy hiểm ấy. Nè dạ em xin ạ. Làm sung muối cũng ngon. Cái này làm sung muối cực ngon. Con xin cụ sung cho con. Con cụ sung cho con thử một quả. Thử quả nhá. Xin cụ sung nhá. Ngon. Cái này giòn canh. Hơi chua chua chát nhẹ thôi. Cái này muối ăn được ngon đấy. Dễ ăn nhỉ. Yeah. Thường là những cái sung ở nơi khác cái này hay chát. Chát à. Không ăn được nhưng mà ở đây thì nó lại sung. Cái này ngọt ngọt ăn mà nó con cho nó giòn, cùi nó dày thật. Xung quanh đây là bà con trồng rất là nhiều ngô nhỉ. Ở đây là cánh đồng của bà con luôn. Ừ. Mà mình có cảm nhận ở đây thì là một cái ngôi làng rất là đẹp với những cái mái ngói âm dương và những ngôi nhà là được làm bằng vách đất nhỉ. Vách đất. Ừ. Vách đất. Vách đất trộn với rơm để đắp lại. Thì bây giờ là đứng ở đây mưa quá nên là Tú xin mời cả nhà đi về nhà em Phúc, à, em Hữu là cũng có một cái xưởng rèn à, cũng là làm nên rất là nhiều sản phẩm mà đẹp và có tiếng gần xa. Đó nên là hôm nay mình sẽ cùng nhau là đi khám phá xem là ở đây thì sẽ rèn có những sản phẩm gì và để công đoạn làm ra được một sản phẩm như thế thì sẽ phải làm bao nhiêu lâu. Ở đây là anh thấy là đang vào mùa đang vụ cấy anh ạ. Cấy đấy à? Dạ. Bà con đang bắt đầu là bắt đầu đang cấy rồi. Cấy đấy. Ngoài làm rèn ra thì bà con ở đây cũng làm thêm ruộng đồng để phụ thêm ấy. À. Để làm. Thường nhà em một năm đấy có bán được nhiều sản phẩm không? Do cái tính làm thủ công ấy nên là cũng những sản phẩm của làng nghề cũng ra ngoài rất là ít. À. Không bán được nhiều. Nhưng mà chắc là mình vẫn bây giờ vẫn phải kết hợp với những cái máy búa ấy, nó đánh cho à. Bớt phần mà vất vả hơn xưa đúng không dạ, anh thấy? Đúng rồi anh ạ. Vậy là bây giờ cũng cải tiến hơn rồi, có một số máy móc để cải thiện sức của bà con nên là cũng có một ít máy móc để làm nó dễ hơn. Đây là cái trạm bơm này. Đây là trạm bơm. Đây là trạm bơm nước sạch, còn đây là trạm bơm tưới tiêu. Nước sạch ấy mình có qua lọc không? Có qua lọc hết anh ạ. Có là qua trong, lọc xử lý hết ạ. Trong làng nhà mình là vẫn sử dụng cái vẫn sử dụng nước này ạ. Cái nước ở nước trong cái này á. Dạ. Cái mó nước này à? Dạ. Ở đây mình có mấy mó nước này? Ở đây thì đi thẳng xuống đây là có 3 mó nước, cách nhau mỗi mó nước khoảng tầm 30 mét thôi. Gần nhau à? Gần nhau luôn. Nó liên tục ra đây luôn. Chứng tỏ là ở dưới có một cái mạch nước ngầm nhỉ, dạ. Ngọc nhỉ? Cái này là chắc có là mạch nước ngầm. À, theo phán đoán thì có khả năng là có mạch nước ngầm. Còn đây là bên cạnh đây có một trạm bơm, mình thấy là có 4 cái ống bơm rất là to. Cái này bơm cho cả xã à em hay là không ạ? Cái này bơm cho dân làng mình thôi. Cho dân làng có đi 3 phía. Chào các cô nhá. Dạ. Đây, cái xe ba gác chị mà em phụ nữ trong làng đây à. Quá giỏi luôn, chạy xe ba gác đi làm đồng ruộng. Trạm bơm này chỉ tưới cho mỗi thôn tưới mình. Tiêu thôi, tưới cho mỗi thôn mình thôi. À, trong làng của em thì có bao nhiêu người là làm về nghề rèn? Ở trong làng thì có hơn 60 hộ nhưng mà có khoảng tầm 50 mấy hộ để làm rèn. Tức là 95% rồi. 95% rồi. Là làm về nghề rèn. Dạ. Bây giờ thì mình sẽ là đi về để tận mắt xem là bố em sẽ là rèn như thế nào đúng không? Dạ. Nhà em là có mấy đời làm nghề rèn rồi? Nhà em thì tính đến thời điểm của em tiếp nghề là khoảng tầm 5 đời rồi ạ. 5 đời rồi à? Dạ. À thế là cũng là gọi là truyền thống rồi. Dạ. Đây là điển hình về một cái ngôi nhà ở trong làng. Thì ở đây thì bà con là có cũng là theo kiểu nhà sàn nhỉ? Đây là nhà sàn anh ạ. Và bên trên này thì rơm trộn với đất để đắp vào. Rơm trộn đất. Cái này hay này. Cái này là ở mùa hè là mát lắm này. Mùa đông thì có lạnh không? Không, mùa đông ở đây lại ấm đấy anh ạ. À thế à? Đặc thù cái bờ tường này là cái đất trộn với rơm ấy thì cách nhiệt với lại giữ nhiệt rất là tốt. À, thế này, những cái đà trong này trong đúng rồi. Cái tường này làm được thời gian khoảng bao lâu rồi em có biết không? Cái này thì mỗi cái nhà mà làm tường đất này thì sẽ rơi được khoảng tầm 6-70 năm thì mới bắt đầu. 6-70 năm mới phải, dạ, mới bắt đầu phải thay lại. Thay thế à? Dạ. Thế thường như nhà như này khoảng bao nhiêu năm à? Cái này thì khoảng tầm rơi khoảng tầm 40 năm rồi. 40 năm rồi. Dạ. Công nhận là độ bền cao ấy nhỉ? Dạ. Cao như mình xây nhà xi măng bây chắc giờ. Chắc chắn nhỉ? Chắc chắn. Còn trên thì lập bằng mái ngói âm dương.
Một ngôi nhà như này thì có làm bằng hết nhiều ngói không em? Khoảng tầm 10.000 viên đến 10.000 hai viên. Tùy nó rơi khoảng to, tầm nhà dạ, nhỏ ấy. Hơn vạn. Hơn 1 vạn. Và một viên ngói như này bây giờ khoảng bao nhiêu tiền? Theo thông tin em biết bây giờ ở trong làng nghề ngói lúng thì kia bây giờ khoảng tầm 3.000 một viên. 3.000 một viên. Dạ. Trở về đến tận nơi cho mình luôn. Không ạ, ở ngay tại lò luôn. Mua tại lò. Dạ, tận gốc luôn. Chưa có giá vận chuyển. Chưa có giá vận chuyển. Chứng tỏ là để mà bảo tồn được cái mái ngói như thế này thì bà con cũng phải mất rất là nhiều kinh phí. Dạ. Nếu mà giả sử có thay mới, đúng không? Dạ. Chứ không như những cái loại như kiểu là bây giờ có rất là nhiều như tôn này. Dạ. Hay là bia rô xi măng này thì mình lợp nó rất là nhanh. Thế nhưng mà để có một cái nét gì đấy nó hoài niệm, nó xa xưa thì bà con cũng vẫn là sử dụng những cái ngói như thế này. Và khi mà mình nhìn thì nhìn thấy là nó rất là đẹp. Bây giờ thì đã đến xưởng rèn rồi. Mời cả nhà là sẽ là ghé thăm. Hiện tại Tú đang có mặt tại cơ sở rèn của nhà em Hữu. Thì bây giờ mời các bạn là đi vào đây để xem là cái công đoạn để chuẩn bị và rèn ra một chiếc dao là như thế nào. Bây giờ mời cả nhà vào đây. Giới thiệu với anh, đây là bố em. Bố em thì là thợ có khoảng hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề rồi. 30 năm? Dạ. Cơ sở nhà em lại lấy tên là Vấn Vương này có ý nghĩa gì anh nhỉ? Vấn Vương thì là bố em tên là Vấn. Rất là nhiều mẹ khách. Em tên là Vương à? Không ạ, vì là rất là nhiều khách mua dao nhà em xong mới lại đặt tên cho em là Vương nữa. Vương có từ nghĩa là Vương Dạ hoặc là Vương Quyền gì đấy. Xong mọi người mới đặt tên là Vấn Vương luôn, lấy tên là Vấn Vương luôn. Thế bây giờ có thể mời bố em ra đây được một chút được không nhỉ? Mình xem chuẩn bị các bước chuẩn bị như thế nào nhỉ? Anh hỏi thăm một số câu đấy. Bố em đang dở tay một hai con. Đang dở tay cái đấy à? Chào chú nhá. Chào chú Vấn nhá. Chú có phải đệ tử của Điệp Vấn trong phim Hồng Kông không? Giống Điệp Vấn. Chào các anh. Chú có võ gọi là Thái Cực Quyền hay gì nhỉ? Rất cảm anh, các anh đến thăm xưởng rèn Vấn Vương. Vâng. Nói chung là xưởng rèn Vấn Vương thì chả nổi tiếng gì đâu, nhưng mà V5, V6, V7 lên tắt rồi. À thế à? V1. Kể cả vâng. V an ninh. Về an ninh à? Về an ninh không biết về gì nhưng về an ninh ấy. Vâng. Chú thiệu với các anh như thế. Vâng. Thế chú tên là chú Vấn à? Tên là Vấn đây. Rồi, giống sư phụ Điệp Vấn của cái môn gì ở bên Trung Quốc ấy nhỉ? Cái môn võ gì nhỉ? Võ cháu quên rồi. Thái Cực Quyền. Không phải Thái Cực Quyền là Trương Tam Phong. Cái môn gì mà Lý Tử Long đánh dẻo dẻo này nhỉ? Quên rồi. Cháu suy nghĩ tí nhá, tại là có cái môn này võ nổi tiếng lắm, thôi tạm thời quên đi đã. Cái chú cho cháu hỏi là bây giờ là mình làm này thì có bao nhiêu công đoạn để chuẩn bị nhỉ? Cái công đoạn chuẩn bị ấy, bước đầu là mình phải chọn sắt. Chọn sắt ạ? Chọn sắt, ví dụ mấy hôm nay chú lại không có khách đặt mấy, chú lại không đi mua cái nhíp về nhiều. Giờ hôm nọ khách lấy về cái này thì có em được. Đây là nhíp. Nhíp ô tô. Cái này phải xe tải hạng nặng. Xe tải hạng nặng đấy. Vâng. Đấy, thế là bây giờ bắt buộc mình ban đầu là phải chọn nhíp. Mà ví dụ bây giờ ấy, bây giờ là hiện tại xưởng chú hôm nay thời gian này khách không đặt hàng nhiều. Vâng. Là chú không mua jeep về nhiều. Đấy, nếu mà mua jeep về mỗi lần mua khoảng mấy tấn cơ, chứ không phải là mua mấy cân đâu. Vâng. Thời gian này mấy tháng này người ta cũng đang làm mùa là khách hàng cũng đặt nhiều là mình không đi mua. Vâng. Vì trong xưởng bây giờ mình còn sót một tấm. Vâng. Là bây giờ mình phải lấy đi thử. Đi thử. Xem nó có phải cái lại sắt dai không? Vâng. Phân tích với cái lại sắt dai và lại sắt không dai ấy. Jeep ấy thì nó có hàng 5-6 loại jeep. Vâng. Anh ạ. Thì anh không ở trong nghề là anh không biết đâu. Vâng. Không nghề rèn dao như tôi ấy. Như tôi rèn dao là tôi mới biết cái đấy thôi. Vâng. Thế nói câu này thì anh không thông cảm cho tôi mới được. Được. Chưa hết tôi phải lấy cái thanh jeep này. Vâng. Và từ khi nào đó là cái này là cho vào máy mài. Vâng, chú thử cho cháu xem ấy. Cái chất jeep của nó là như thế nào. Vâng. Đấy là rồi, bây giờ là các bạn theo chân. Ban đầu là mình phải chọn jeep. Để xem mà chú sẽ thử nhíp như thế nào. Cho vào máy mài đây, mình đánh cho nó sạch gì đi. Cho vào máy mài là bắt đầu mình căn mức độ này là biết. Vâng. Một tấm kháng nhíp khác nữa để so sánh nhá. Làm mới phân tích được các rất là dứt khoát, nói là rất là gọn và dứt khoát. Đúng như kiểu là rèn ấy, gõ cái nhát nào mà chắc phát đấy. Nói thì không có được nói xong man. Là mới phân tích cho các chú bảo tại sao jeep dai và jeep kia jeep đỏ và jeep xanh. Vâng.
cái này nghe có vẻ cứng hơn nhỉ, mài mãi mà mới mòn được ít nhỉ. Úi. Bây giờ chú cho hai, bây giờ các bọn cháu là xin phép được dự đoán nhé, xem cái nào chất lượng tốt hơn nhé. Giờ xin mời đoán đi, tất cả các cầu thủ dự đoán đấy. Bắt đầu từ anh Hội. Nhìn cái thanh Jeep thì thanh nào nó vẫn rất đẹp, nhưng mà thanh này vì xem cái nào chất lượng tốt hơn luôn. Anh em đoán đi. Vì cái Jeep này nó có hai rãnh. Vâng, anh em đoán đi xem cái nào chất lượng tốt hơn. Chỗ này nóng đấy. Dạ. Đấy. Đâu phải là chú mài chỗ nào anh nhờ. Đấy. Cho anh em cùng nhau dự đoán. Đây này này. Bây giờ bắt đầu từ anh Hội đi. Anh nghĩ là Jeep Jeep này. Rồi. Có chất lượng thép tốt hơn này. Rồi bây giờ đến Ngọc ấy. Em nghĩ là ở đây thì cái này cháu cũng không phải dân trong nghề, cháu không biết, nhưng cháu đoán thôi. Đây là có hai loại, một loại là nhíp xanh, một loại nhíp đỏ. Cháu đoán bên này là nhíp xanh. Đấy. Đây cháu đoán bên này là nhíp đỏ. Không, nhưng mà bên nào tốt hơn? Đoán tốt hơn. Thì theo em là nhíp đỏ kiểu thì nó sẽ tốt hơn. Và bây giờ đến anh Già Làng. Mình thích cái này hơn. À là chọn theo ấy à? Thế em chọn theo anh Hội là cái này. Vì nhìn cái này là đẹp đẹp hơn thì rồi. Sao cũng thích được. Cháu chọn cái này. Ừ. Thế bây giờ xin mời chú là sẽ phân tích theo kỹ thuật của người làm rèn. Đúng, nếu mà phân tích ấy là đúng rồi, cái này gọi là cái trò chơi là nó mới có cái hay của nó. Vâng. Nhưng mà theo kinh nghiệm trong nghề chúng tôi, đó là cái thanh này là mấy thanh Jeep đỏ. Vâng. Thanh này mấy thanh Jeep xanh. Vâng. Và thanh Jeep đỏ Jeep xanh tôi phân tích cho các anh một cái phát nữa. Đó là ví dụ cái thanh này mình đi làm cái con dao chặt củi lên rừng. Là ví dụ căn cái nước tôi nó không được chuẩn. Là nó hay nứt. Đấy. Mà cái con này cái tỷ lệ nứt là nó ít hơn. Vì cái Jeep đỏ này nó có cái độ dai của nó là nhiều hơn. Cái Jeep này nó có độ dịu, độ giòn nhiều hơn. Nó không có độ dai như cái này. Mà nếu mà xác được lâu thì vậy mình phải căn được cái nước tôi ấy, cái này cũng xác được lâu mà cũng vẫn thua thằng này. Vâng. Đấy, ví dụ cái con này, cái thằng Jeep này ấy, mình chặt được 3 cân, thằng Jeep này phải chặt được 4 cân. Ví dụ cái lấy làm đi trẻ đôi làm cái con dao đi lên rừng chặt củi. Cái con này đi chặt được 4 gánh mới mài lại. Mà con này nó chỉ chặt được 2 lần thôi. Thằng này. Đấy là người ta tại sao phân tích là Jeep xanh Jeep đỏ là nó như thế. Vâng. Mà đến khi mình làm thành phẩm con dao ấy thì cái lưới nó mỏng mỏng như thế này, phải không? Vâng. Đấy cái lưới nó mỏng mỏng tanh như thế này. Vâng. Thì làm sao mà nó chịu đựng được, thì nó phải mỏng mà nó mới sắc được. Thì là bắt buộc cái độ giòn nó có nhiều thì cái lưới này nó đứt ngay. Vâng. Đấy là nó không sắc được lâu ngay. Thế thì những cái nào mà thì cần những cái Jeep đỏ này là bắt đầu cái lưới nó rơi mỏng mỏng thế này nó mới chịu đựng được lâu hơn. Vâng. Cái nào phải làm việc nặng nhiều thì mới dùng đến cái Jeep kia. Không, tức là cái này là chất lượng hơn. Vâng. Gọi là nó có chất lượng. Cái này thì dao thái nhẹ nhẹ. Dao thái bình thường là được. Thì dùng cái dao này. Còn dao chặt thì mình nếu sẽ mà chặt dùng cái loại cái loại dao đỏ này. Vâng. Cái Jeep đỏ này. Đấy là mình cũng qua cái suy đoán và thấy cái nước mài nhỉ. Nhìn cái nước mài phải ghi lâu hơn. Để ý vào cái chỗ này này. Đấy. Cái chỗ này nó chả khác gì hồng như cái cầu vồng ấy. Vâng. Nhưng mà cái biên xanh này là nó không có đâu. Cái xanh nó chỉ có một mặt xanh này thôi. Với hai nữa là khi chú mài thì chỉ cần mài nhẹ là cái này nó đã vát đi rồi. Còn cái kia chú phải ghi lâu hơn. Thế là mình chỉ phân tích qua cái đấy là thôi. Ví dụ nha, bây giờ như cái thanh này bây giờ chú thiết kế làm được 6 cái. 6 cái dao gì ạ? 6 cái dao to như này. Thành phẩm nó sẽ thành nhẹ. Tức là đấy, được một con như này. Dao quắm này đi phát. Dao quắm đi rồi. Ở trên Cao Bằng mình hay dùng cái này rất là nhiều. Vâng. Đấy, ví dụ như cái thanh này bây giờ chú thiết kế được 2 cái. 6 cái. 6 cái. 6 cái. Như cái thanh này ấy, bây giờ là những cái chỗ này vẫn còn được 4 cái nữa chứ. Vâng. Thế hiện vì tại cái thằng này nó dày, nó dày sắt. Đấy, như cái biên này biết cắt đôi đây vẫn được 2 cái. Nữa. Vâng. Thế hiện tại bây giờ là chú đang làm thành phẩm gì, sản phẩm gì trong nhà để cho anh em cháu xem thêm cái công đoạn tiếp theo sau khi mà chọn sắt rồi ấy. Nếu mà chọn sắt thì nếu mà bây giờ các chú thích thể hiện chú xem làm thì cháu chú muốn làm một cái con dao mèo từ cái này ấy, cái dao mèo nhỏ ấy. Làm con dao mèo nó mỗi tầm này phải không? Cỡ đấy, chú làm cho cháu một con đấy, cháu đặt hàng luôn, cháu mua luôn một con. Nếu mà tầm này. Vâng. Đấy, cháu muốn mua một con. Tầm này thì thiết kế luôn. Vâng, thiết kế cho cháu một con như thế để cháu về sử dụng, vì cháu rất là thích dao mèo. Mà phải trực tiếp được mà nhìn thấy làm như thế này. Trực tiếp làm luôn. Gọi là làm mới sướng cái mắt. Yên tâm, sử dụng. Và có thể là làm một con được bữa này phải không? Vâng, từng đấy. Tầm có thể gọt hoa quả, có thể thái thịt hay làm được nhiều thứ. Đấy, như thế thì okay. Chú làm cho cháu một con, cháu đặt hàng con. Đấy, coi như cháu là một vị khách đến đặt hàng luôn. Vị khách đặc biệt luôn. Đấy. Hơi nhiều đấy nhưng mà.
làm ra chưa cắt đi. Chú là có bao nhiêu năm trong nghề rồi nhỉ? Chú hơn 30 năm rồi đấy. Hơn 30 năm trong nghề. Thì bây giờ nhá, như phân tích với các anh như thế. Vâng. Như ngày xưa ấy, đi vào lượn nông. Vâng. Xong là một người cầm cái này dí, cái chạm dí ra. À, chặt ra đấy. Xong là một người vác bố tạ đập. Vâng. Nhưng bây giờ mấy năm nay hiện đại rồi, có máy móc rồi. Mình có là bớt khó được cái công đoạn là gõ đập này nữa. Vâng. Về chú xuống xe, xuống dưới sự đây cắt sắt luôn. Thôi, mình chờ chú cắt xong. Để bắt đầu là mình sẽ xem cái công đoạn tiếp theo để rút ngắn cái thời gian cho các bạn. Đây là chú vừa mới cắt xong rồi đây đấy. Đúng không ạ? Tức là miếng díp của nãy của em đấy. Vâng, đây là cái dao của mình. Đấy, nó vẫn hai rãnh như này. Dùng cái này, vâng. Bây giờ thì xin mời chú bắt đầu là bắt đầu cho vào lò nông. Chuẩn bị, vâng, để làm. Bây giờ Tú mới nghĩ ra là chú tên là Vấn, giống với sư phụ Điệp Vấn của môn Vịnh Xuân Quyền. Và nhìn chú có nét con nhà võ lắm. Ngày xưa chú làm rèn này là được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Chú bắt đầu vào nghề xem cái lò này, kéo bế cho bố là từ năm lớp lớp 7. Lớp 7 bắt đầu vào. Bắt đầu vào coi như là kéo như này rồi. À, bắt đầu kéo cho bố. Ngày xưa nó kéo như này cho bố đó mà. Thế sau tiếp theo thì chú phải làm những cái việc gì nữa, nâng cấp hơn đấy? Tức là nâng cấp hơn đấy, đến khi lên lớp lớp 6, lớp 7 xong là bắt đầu chuyển sang vác bố tạ. Vác bố tạ đập à? Coi như là một người ở đây cùng vâng. điều khiển xong một người đập bố tạ bên kia. À. Là phải vác bố tạ được 2 năm. Vác bụ vác không á? Không, đập ấy, đập phủ đập ấy. À? Tức là một người cầm bố tạ coi như là đập phủ ấy. Vâng. Một người ngầm chính, một người cầm phủ ấy. Bố tạ là phủ đập. Đây là công 2 năm này 2 năm xong mới chuyển bắt đầu chuyển sang chính thức bắt đầu đi tìm từng mảnh sắt vâng. như thế này để mà cắt ra xong bắt đầu mình cho vào làm dần. Mình tìm những cái mảnh sắt vụn đấy. Ờ. Mình tập làm. Cứ học dần học dần. Đấy. Cái này là công đoạn này mình gọi là bắt đầu nung sắt xong bắt đầu sắt. Phôi ra. Bắt đầu cho vào máy đập gõ ra. Vâng. Xong khi nào cho nó mỏng đạt yêu cầu mình bắt đầu mình lại là vẽ thành hình cắt luôn. À. Đấy, nhưng như ngày xưa là bắt buộc phải dùng cái này đập. Đấy, mình vẽ xong là dùng cái chạm để đập. Hôm nay là may mắn cho Tú là đi khám phá vào một cái ngày trời mát. Mưa. Đấy, tự mưa thì các bạn nhìn cái cảnh ở bên ngoài trời thì nó sẽ không có được sáng được đẹp, nhưng mấy. Mà mình đứng ở đây thì gần lò mình sẽ không có bị nóng, như là cái thời tiết mà nắng nóng thì chắc là làm nghề rèn đây vất vả lắm nhỉ. Nhưng mùa hè này làm nghề này là vất vả lắm, nóng lắm. Đây là nhìn người chú là không có mỡ là thế. Mỡ nó theo cái tuyến mồ hôi nó ra hết rồi. Bây giờ ngày nay thì nó có những cái này nó hỗ trợ lên mình đỡ vất vả hơn thời xưa như chú nhỉ? Đúng rồi. Thời xưa là mình phải ngày xưa phải đập bằng tay chứ. Đập bằng tay. Bây giờ cái này cũng thay cho sức người. Nhân tiện đây thì cả nhà mà có ai muốn có một chiếc dao như này, dao mèo ấy, thành phẩm giống như Tú thì đặt hàng qua Tú, Tú sẽ đặt trực tiếp ở cơ sở gửi về cho Tú. Đấy. Rồi tiếp bây giờ lại lung thêm lần nữa cho đỏ. Rồi bao nhiêu lần nữa không biết đâu. Vâng. Bao nhiêu đỏ nữa còn không biết được. Kiểu cán khách là kiểu cán gỗ. Cán gỗ chú ạ, dao mèo ấy. Vâng, cán gỗ nhá. Làm dao mèo ấy. Vâng. Cán gỗ mình đã đi luôn. Đây là mấy lần rồi được thành cái gần thành hình này chú nhỉ? Mấy lần mình lung ấy nhỉ? Phát thứ 3 à? Vừa rồi là đi cắt rồi nhỉ? Đúng rồi. Vâng. Chắc phải tầm chục
trục đỏ là mình mới thành. Nhưng mà ngày xưa mà không có máy cắt thì mình phải dùng cái đột nữa nhỉ? Đó, người kẹp người ấy rồi chặt. Đâu đâu chú rơi cháu xem cái đột này. Có, ngày xưa cháu xem mấy bác ở gần nhà cháu rèn rồi. Vâng. Bây giờ cái thép mà khi đã mỏng hơn rồi thì mình lung lên nó cũng rất là nhanh nhỉ? Đúng rồi. Nhanh đỏ hơn. Thủ công kết hợp với máy đúng không chú? Đúng rồi. Chứ không hoàn toàn là máy. Máy thì những công đoạn nặng nhất thôi. Vâng. Đây là cái hình mẫu của cái dao mèo mà mình muốn làm theo cái mẫu dao kiểu này đây. Đây là thành phẩm của một chiếc dao mèo. Cán này thường ở đây là chú dùng gỗ gì nhỉ? Cán đây là bất kỳ tùy theo khách yêu cầu. Khách yêu cầu à? Ví dụ là khách có yêu cầu cẩm chỉ thì mình phải làm cẩm chỉ. Khách yêu cầu nghiến thì mình làm bằng nghiến. Cẩm chỉ á? Cẩm chỉ. À đây là cái này là bằng gỗ gì? Cái này gọi là gỗ nghiến. Gỗ nghiến à? Vỏ này cũng gỗ nghiến. Gỏ vỏ gỗ nghiến. Ừ. Quan trọng là theo giá tiền. Đúng. Nếu mà cái vỏ cầm chỉ cả cái cán này và cái vỏ này là mất 600.000 rồi. Vâng. Còn cái con dao này chưa tính. Còn con dao chưa tính. À, nên là... Con dao này tính con dao nó được khoảng 800.000 với 1 triệu. Vâng. Là bộ này. Vâng. Tay khỏe nhá. Anh em mình nhắc đập được khoảng 3 phát là hết phim. Nhà chú là tính ra là được bao nhiêu đời về nghề rèn rồi? Trước chú ấy thì cha của chú đã làm chưa hay ông nội có làm không? Tức là từ chú lớn lên khi nào đó là biết lại biết nhận thức xã hội ấy, vâng. Và là biết đi lại rồi là thấy ông nội làm rồi. Ông nội đã làm rồi. Thế ông nội ông làm nội đến bố. Đến bố rồi đến đời con của chú nữa rồi. À, thì, 4 đời đến, rồi. Đấy, nếu mà chú bây giờ làm là đời thứ tư rồi. Đấy là chú rất là thà nói là khi mình nhận biết được, nhận thức được thì biết là ông nội đã làm. Mình lại là thấy các cụ đã làm rồi. Vâng. Đấy, cái hình mẫu cầm dao mèo rất là phù hợp và rất là hoành tráng. Đấy, nhìn bệ vệ này, bụng to này, đấy, đội mũ cối này, chân là đi đôi giày, đeo kiểu giày bộ đội, giày vải của đúng bộ đội. Đúng bản sắc dân tộc lùng phần sình. Rất là oách, xà lách luôn. Được rồi. Đó mới xác được đâu ấy là cái phần đấy cũng quan trọng. Quan trọng cái phần lưỡi đập ở cái phần đấy. Có nhận định của chú thì con này có chặt được thịt gà nhỏ nhỏ không? Kìa, con gà to vẫn chặt được. Nếu mà thiết kế chú đã thiết kế ra, nếu mà chặt sắt và chặt đá thì mới chịu. Còn xương thì không okay. Xương thì thôi. Xương thì xương to quá thôi. Xương to thì hơi chịu. Vì tức là xương... nãy ban đầu ấy. Vâng. Cháu không nói, nếu mà cháu nói trước ấy là chú bắt đầu thiết kế cái lưới nó dày đi nữa. Là được. Ví dụ muốn chặt xương sườn này, xương ống đấy phải mình thiết kế cái lưới nó dày thôi, nữa. Thôi, thế này là đạt yêu cầu lắm rồi. Chỉ cần đôi khi cần chặt thịt gà ấy. Thịt gà mình dùng là được thôi. Hài lòng rồi. Chứ tham quá đòi hỏi chặt cả cái kia sao được. Thế này là bây giờ là chú bắt đầu là đi mài. Chú đang ướm thử với cái vỏ. Thường cái vỏ này phải đặt trước. Đấy nhưng mà mình cái vỏ ấy mình phải lấy con dao nó đi xong rồi vâng. Thiết kế theo cái vỏ theo con dao. Bây giờ gọi là xong cái phần mài rồi. Tiếp theo là công đoạn nữa là tôi. Sau đó là tra cán.
À đấy là tôi cái lưỡi đấy ạ. Đấy, tôi lưỡi thôi. À. Lưỡi này thì nó mới đổ, có đổ tấn của nó chứ. Vâng. Đây là tôi lưỡi. Cái này cũng phải đòi hỏi kỹ thuật đấy nhỉ. Kỹ thuật và kinh nghiệm đấy. Mới làm được đấy. Cái tôi này là quan trọng nhất đấy ạ. Vâng. Tôi nướng xuống nước này thì cháu thấy nó cong không? Vâng. Thấy nó cong không? À. Là chú chúng nó phải nắn lại cho nó thẳng như cú hết. Vâng. Nướng xuống nước này, đập, đập. Cho nó thẳng như, như ban nãy mình xuống số. Vâng. Khi mình chặt lên thì nó mới rinh như thế nào. Bây giờ bắt đầu là tra cán. Nhiều công đoạn chú nhỉ. Làm này cũng phải rất là tỉ mỉ chứ không phải đơn thuần là gõ gõ đập đập. Ngoài ra bây giờ còn đang với thời đại mới là phải theo cái tính chất đó là thẩm mỹ nữa, có độ thẩm mỹ nữa. Năm nay bao nhiêu tuổi anh nhỉ? 48 ạ. Ê, trẻ. Thế thì gọi bằng anh, hơn có hơn 10 tuổi. 35 trong nghề. Thế là 35 là mình cầm mình rèn đấy, chứ còn trước đó là cả một quá trình mình ngồi trong lò ở đây làm việc phụ á. Mất 3-4 năm mới ra vào. Vâng. Cái này bây giờ là mình dùng cái bột mùn cưa với bột đá là mình sẽ đổ vào. Đấy. Xong tí nữa là mình vẫn chốt đinh nữa đúng không ạ? Chốt chứ. Chốt hai đinh ạ. Chốt hai đinh. Chứ không phải là chỉ đổ mỗi cái này không đâu. Cái này để cho nó giữ cho nó chắc thôi. Nhưng còn đinh thì nó là chống chạy. Ví dụ mình khoan cho nó lỗng rồi. Vâng. Khoan cho nó lỗng xong là mình mới được chỉnh cái trôi dao được. Vâng. Xong là bắt đầu mình lại tiếp tục nhồi cái này vào. Vâng. Xong chỉ để cán xem nó còn nghiêng bên nào không. Cho nó chính xác chưa là mới đổ keo. Khi nào đã đổ keo nó chỉnh không được nữa. Nó có phải đổ... Công đoạn tiếp theo là khoan để mình chốt bằng đinh vào. Còn sơn nữa nha. À. Xong là mài xong hết hàng chỉnh rồi. Rồi là bôi dầu bảo quản xong rồi lại mới phun sơn nữa nha. Phun sơn cái cán này à? Ờ. Của cháu không cần phun. Để đấy. Phun là nó mốc. À đấy à. Mình cầm mà tưởng nó nhẵn ra. Không, không được. À thế à. Cứ phun là dùng thời gian nhìn cái cán nó cú đi. À, thế thì cứ phun đi. Theo ý của chú. Đấy, kinh nghiệm của chú. Tức là không phun sơn là cái cán cần thời gian là nó mốc đi là nhìn nó cũng đẹp. Vâng, đúng rồi. Thế thì cứ theo kinh nghiệm của chú đi. Nãy bây giờ mình phải khoan xong chốt xong rồi mài cho con dao thành phẩm đi. Vâng. Bây giờ nó sắc bén hết rồi mình mới phun sơn được. Vâng. Không đặt cuối cùng nhất là phun sơn. À. Cái này bằng thép trắng ạ? Không, cái này nhôm. À nhôm ạ. À chốt bằng nhôm ạ. Chốt bằng nhôm. Vâng. Chốt nhôm mới đập được, còn nếu mà chốt cái thép khác thì đập nó cứng quá nó không ấy được. Vâng. Không đập được. Đẹp không gió nào? Quá đẹp luôn. Đẹp chưa? Đẹp. Bây giờ là bắt đầu làm đánh bóng cái cá đúng không chú? Chứ còn mình cầm cán không này là nó bị mốc ngay à? Cán không có mốc. Vâng. Bắt buộc phải phun rồi. Ờ. Đầu tiên Tú cứ nghĩ là dùng là mình
cầm cái cán không rồi nó rồng lâu ngày nó bóng mà không phải. Bây giờ chỉ còn là phun sơn nữa thôi đúng không ạ? Còn mài lưới này sạch sẽ, lưới này xong hết đi. Mài lưới ấy. Và cắt hết đi. Vâng. Là cái công đoạn phun sơn là công đoạn quan trọng nhất. Công đoạn cuối này là công đoạn gì nữa chú nhỉ? Công đoạn này gọi là lấy cái lưới cho nó khác, gọi là mài cái lưới cho nó khác. Mài bằng cái cánh đá này để cho cái mặt đấy lại đi trong là bắt đầu mình cho nó sắc luôn. Vâng. Gọt giấy luôn. Cạo râu đúng không ạ? Có cạo râu đúng không ạ? Từ đã. Gọt giấy này là sắc lắm rồi. Đây, giới thiệu các anh, đây là trưởng rèn Vấn Vương. Vâng, cái, Vấn Vương. Cái ảnh này là VTV1 đây. Vâng. VTV1 là ảnh ở đây. Còn có VTV1 phải quay. Còn là nến TV này, xong là Mạc Văn Khoa này. Vâng, đi, đây, mình sang bên đây là xưởng sản xuất này. Chỗ thành phẩm của chú đi. Đây, hàng gì về đấy ạ? Đây, họ đến thân đây. Đây là cửa hàng bán giao, nhưng mà thời gian này nghèo quá, chưa dán cái biển được. Đây là các loại mà dao sau khi thành phẩm. Ví dụ như là con dao này là gọi là dao mèo đây. Con đấy gọi là dao đi rừng. Đi rừng. Thì nó đã được gọi là làm uốn éo nhưng mà đẹp hơn. Cũng giống như con dao của Tú. Đấy, cái con này thì nhìn mẫu mã này đẹp hơn này. Còn đây là dao này là dao chưa tra cán vào chú, cái đang để thế à? Con này con chưa tra cán, con này họ đi bổ tre này, xong là đi lên rừng này. Vẫn rừng cái này. Vâng. Cái dao này đa số là Bắc Cạn, Na Rì nó dùng cái dao này nhiều nhất này. Phải theo, tỉnh. Theo tỉnh nơi của nó. Vâng. Đấy, tức là Bắc Cạn và Na Rì là Ba Bệ nó dùng cái này rất ngày nhiều. Ngày trước cháu ở Thái Nguyên cũng dùng con này để trẻ củi ấy. Dùng cái này. Thái Nguyên nó dùng cái này rất nhiều. Chặt xương, trẻ củi. Vâng, con này dao gì đấy? Xong giới thiệu với anh, đây là con dao lọc. Ví dụ khách Tây vâng. Thì nó đa số là thích cái mẫu này. Vâng. Đấy, chủ yếu cái hàng này bán cho khách Tây nhiều thôi. Khách Việt mình là ít khi mua. Nhưng mà đây vẫn tạo cái độ nhám nhám vân vân thì nhìn cho đẹp. Cái này là gọi là mình tạo hình thôi. Vâng. Đấy, tạo hình vân cho nó đẹp. Vâng. Mà khách Tây nó thì đa số đã mua cái này. Vâng. Thích cái vân này là nó rất là thích luôn. Thích vân này à? Tức là ví dụ cái mẫu này, cái vâng. Vân này đấy. Ví dụ con bé này, khách Tây thì nó vâng. Cái vuông nó này. Rất là nhiều mẫu mã đẹp nhỉ. Yeah. Đây. Mấy dao nhỏ nhỏ này để về gọt hoa quả. Khách Tây cũng rất thích cái mẫu này luôn. Cắt rau. Đây cũng làm hết toàn bộ là từ nhíp ra hết đây đúng không ạ? Đây vẫn là từ nhíp hết. Từ vâng. Cái nhằn này vẫn từ nhíp. Vâng. Từ cái này là nhíp hết. Từ trừ cái này ra. Cái này ra là mấy khác. Cái này thép trắng ạ? Cái này gọi là thép trắng. Thép trắng là không dỉ. Không dỉ, thép không dỉ. Vâng. Cái này là, con này là chặt gà, chặt xương sườn. Không dỉ. Không dỉ. Con này, xong con này là con chiên môn thái, chiên thái của nó. Con này không vâng. Có thép chặt cái gì hết. Thì được thái không luôn. Vâng. Đấy. Đây là gọi là thép không dị. Đây là cái cơ sở của nhà chú thì làm ngay trong làng rèn. Cái này là trung tâm chính nhỉ? Cái này gọi là trung tâm du lịch cộng đồng Bắc Rằng luôn. Bắc Rằng. Đây là bản Bắc Rằng. Đây là bản Bắc Rằng. Thì các bạn vừa thấy là Tú cũng quay rất là nhiều những cái khung cảnh ở trong làng là rất là đẹp. Và hai nữa thì vào đây mình có thể là xem tận mắt là xem bà con trong làng là rèn. Thì nhà chú vào đây là gần như là đầu làng. Sát bên ngoài này là có cái miếu thờ của làng và cái trung tâm văn hóa du lịch. Thì các bạn là địa điểm dễ nhận diện, với hai nữa có bãi đỗ xe rộng rãi. Nếu như mà các bạn có đi du lịch ngang qua với làng rèn Phúc Sen thì hãy ghé đến cửa hàng dao của chú Vấn Vương. Cửa hàng dao Vấn Vương. Rất là hay. Chú ấy rất là vui tính. Đấy, chú gọi là sư phụ điệp vấn. Không có võ công giống như kiểu là điệp vấn của bên Trung Quốc là đánh võ là rất là tít. Còn chú là múa dao với lại là rèn rất là giỏi. Chú rất là hài luôn đấy. Chú lại giỏi về nghề dao thôi. Vâng. Nói chung là mỗi một con người nó chỉ được một nghề thôi. Vâng. Đây còn rất là nhiều cái loại dao mà... Giới thiệu với anh, đây là trên Cao Bằng mình là dao phát rừng. Dùng cái này. Vâng. Đấy, trên Cao Bằng là đi rừng là dùng cái này. Vâng, dao quắm đấy. Dao quắm cái này. Vâng, dao quắm.
Lạng Sơn cũng dùng này. Lạng Sơn cái mỏ nó dùng như này. Trước bờ ruộng rồi phát rừng. Cái mỏ nó ngắn bằng này thôi. Anh đi lính ở Hữu Lũng ấy là cũng dùng con dao này đi đi phát rừng. Trên Cao Bằng Sơn này miền núi mình dùng cái này nhiều. Mấy con này để chặt ạ. Những cái này là vẫn chặt thái. Nhưng mà hàng này là hàng cán sắt. Cán sắt. Hàng này là hàng cán gỗ. Cái cán sắt cán gỗ thì cái nào đắt hơn? Cán sắt cán gỗ thì ví dụ cái con này là trên bổ xương sọ luôn, con này là cán sắt là nó là 300.000. Vâng. Nếu mà cán gỗ thì cán gỗ nó phải 350.000. Vâng, đắt hơn 50.000. Đắt hơn 50.000. Đây mình vòng sang bên này xem nữa. Nhiều công hơn đúng không? Không, tức là mình đầu tư cái cán. Vâng, à đây, có những con này nhỏ cũng bằng inox. Inox với dao kia thì cái nào giá thành ấy con hơn chứ? Con bộ là cái cán sắt đây, à cán gỗ đây. Con này là 350.000. Vâng. Đấy, con này. Nhưng mà inox với lại dao nhíp thì cái nào đắt hơn, cái nào rẻ hơn? Tức là bây giờ như thế này, nếu mà cái này ấy thì là inox này mình dùng nó không gì. Không gì. Ờ không gì là con này là 200.000. Vâng. Là con bé này. Vâng. Đấy. Nhưng mà so với cùng chủng loại ấy, thì con nào đắt hơn, con nào rẻ hơn ấy? Tức là bây giờ cháu hỏi như thế này là chú cái giả sử như cái con kia. Đây, ví dụ cho nó bằng cùng chủng loại như này thì con nào giá cao hơn? Thêm 50.000, hơn 50.000. Đắt hơn 50.000. Đấy. Tức là cái này 200 là cái này 150. Vâng. Đấy. Còn đây là các loại về dao đi rừng. Mình hay gọi thân quen là dao mèo ấy. Dao mèo. Vâng. Bây giờ là sự đổi lại cái tính từ gọi vào đi rừng đi. Vâng, không dùng dao mèo nữa. Từ dao mèo nữa. Vâng. Đấy. Còn ngoài ra có mấy con dao phát kia cũng rất là dài ngoằng kia. Dài ngoằng nữa. Con này cũng đi rừng này. Con này sưu tầm đúng không? Con này gọi là treo phong thị thôi. À. Thái chuối. Dao thái chuối đúng không? Đây. Anh cầm vào nhìn nó oách này. Nhìn oách hơn đấy. Vâng, anh đứng ra này đây cho nó oách. Đấy. Đâu? Tráng sĩ kia cầm một cái nữa cho nó oách. Đấy. À, thấy không? Đấy. Đi ra ngoài cho nó sáng nhìn oách chưa? Như này chứ. Ừ, già làng nhá, cầm con kia. Già làng cầm con phát dãy này thôi. Già làng Tây Nguyên này cầm con này. Vâng. Con này nó có vân đây này, như như nhà cầm. À, là cái con này cho đủ đi. Đấy, con Tú thôi làm con nhỏ thôi. Được không? Oách không? Oách không? Úi xời. Thôi đâu đừng rút ra thì sợ vàng tiền đấy. Bây giờ là mình sẽ là tham quan xong rồi. Các bạn nếu có dịp mà ghé Cao Bằng đi ngang qua làng rèn Phúc Sen thì đến đây ủng hộ cho cửa hàng dao của nhà chú Vấn Vương. Tên rất là hay và ấn tượng, và hai nữa chú rất là hài, vui tính. Đây, cháu cảm ơn chú nhá. Hôm nay đã biểu diễn nội công cho cháu xem kỹ thuật rèn. Và bây giờ chú nói này cả rất cảm ơn các chú các em vâng. Ghé thăm làng nghề Bắc Lăng xong là bây giờ cũng đến giờ trưa rồi vâng. Thì mời các em các chú xuống nhà ăn cơm vâng. Nhưng mà nhà nó lại ở dưới kia đây gọi là xưởng bán hàng và sản xuất thôi vâng. Còn nhà chính lại ở trong trung tâm làng cơ vâng. Đấy, chứ không phải là đây là trung tâm làng, ngày xưa đây gọi là đầu làng vâng. Nhà, và nhà mình đúng ở trung tâm làng luôn vâng. Thôi bây giờ mời cả nhà đi đến nhà chú Vấn Vương để chúng ta là ăn bữa cơm trưa. Đây là sản phẩm hôm nay là hoàn thiện đây rồi phải không chú? Anh chú. Đấy. Cái này có thêm cái này để mình luồn dây. Luồn dây đeo lên trong người. Rất là mộc mạc. Cái vỏ này thường là mình sẽ phải đặt trước mới có đúng không? Cái vỏ ví dụ này, bây giờ mình làm cái thân dao rồi xong. Vâng. Làm cái thân dao rồi xong là mình mới đi làm thiết kế vỏ. Đấy. Mà hôm nay thì Tú làm một cách ngược lại, nó là lấy cái vỏ khác. Lấy không đúng của nó, nếu không đúng của nó phải khóa được. Vâng, để lắp sang đây nhưng mà không vấn đề gì cả. Nhìn rất là chắc chắn, cầm lặng tay. Mà thân dao nó hơi nhỏ tí. Vâng, cái này là có thể là cạo lông được. Đấy, chắc thử phát luôn bằng lông chân mình luôn, mình nhiều lông chân mà. Nhiều lông để làm gì? Này. Ý, thấy chưa? Sắc chưa? Thôi thế thôi, để cho đẹp trai. Thôi bây giờ mình về nhà chú ăn cơm nhỉ.
Hôm nay thì cũng là một ngày rất là đặc biệt và thực sự là rất là vinh dự với em Hiếu là có anh Già Làng Tây Nguyên với lại anh Tú xe đầu kéo Vlog, cả anh Ngọc Quán Sóc Dân Tộc với lại anh Hội Mẹt thì đến nhà em. Thì hôm nay cũng không có gì đâu, thì buổi trưa hôm nay thì em có bữa cơm gia đình thì mời tất cả các anh cùng một bữa với gia đình. Em giới thiệu qua cho anh một số món ăn ở đây nhỉ. Ở đây thì hôm nay thì chuẩn bị hết ấy. Em cũng chuẩn bị được một số món khá là đặc trưng ở bên Cao Bằng, đấy là như kiểu chả lá lốt này, sườn om mắc mật. Sườn à, sườn om mắc mật. Tự em làm đấy à? Cái đấy là em làm ạ. Ngon đấy nhỉ. Còn có gà. Thịt gà. Gà ở trong vườn nhà mình thôi. Đây, cái món gì còn đây? Còn cái đấy là thịt rang chám. Chám, quả chám. Quả chám đen đấy anh ạ. Chám đen. Thịt quay à? Cái đấy là thịt áp chảo. Còn đây là cái đậu hú nhồi nhồi nhân. Nhìn ngon nhỉ? Đấy, ok thôi mời cả nhà ăn cơm đi. Con mời bà ăn cơm nhá. Xin phép là mời cả nhà ăn cơm. Mời chú ăn cơm nhá. Bây giờ mời chú mời anh nhỉ? Anh chú nhỉ? Chú năm nay có 48 tuổi, hơn Tú khoảng 10 tuổi, gọi anh. Con trai gọi tụi bộ bằng mình bằng anh. Đấy, gọi anh chú. Thôi mời cả nhà, mời bà. Thế là giờ trưa rồi, mời tất cả các anh nhà đi nhờ. Đây, thì anh làm lon bia cho bác. Cái đấy mở kiểu gì nhỉ, anh có biết đây. Mở đâu? Anh em không mở. Đấy, đấy, phải có tay nghề chứ anh cũng không quen lắm. Em mời Vâng. Thôi cả nhà gắp ăn miếng đi, không chưa đói. Con mời bà dùng đi bà ơi. Con mời bà dùng đi ạ. Em ngồi dùng đồ ăn. Mời ở đây. Bia Hà Nội, đấy. Ra ngoài miền Bắc mình có sản vật bia Hà Nội. Hôm nay anh Già Làng lái xe đi để em uống cho. Không, hôm nay nếu mà quanh quanh khu này thôi thì thoải mái. Hôm nay quanh quanh khu làng quanh đâu thì cũng phải tuân thủ em ạ. Dạ. Chỉ có trường hợp đi bộ thôi thì anh ấy. Dạ. Thôi hôm nay thì nhân dịp mà đến với làng thì cũng là được gia đình mình hỗ trợ để cháu Tú là quay phim thì cũng gọi là rất là ấn tượng với lại làng rèn của mình, thì cũng cảm ơn đến gia đình nhà chú cũng như là anh em cùng nhau là đã là đồng hành trong video, thì xin chúc sức khỏe toàn thể gia đình cùng bà con trong làng luôn luôn là có một sức khỏe dồi dào. Con mời bà nhá. Chúc sức khỏe gia đình. Bà vẫn uống một bát kìa. bà vẫn uống được bát luôn. Mời cả nhà nhá. Mời cả nhà. Mời hết được không? Ngọt. Cái món đậu thì cũng được nghe bạn Ngọc giới thiệu rất là nhiều. Ngọc có thể gắp cho anh em người miếng nhỉ? Anh em ở xa xa ấy. Cho để em gắp bên đây. Cho anh Già Làng miếng này. Em cho bà trước. Cho bà đi. Cảm ơn chú ạ. Bà năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Em Hữu nhỉ? Được 78 rồi. Bà 78 tuổi à? Em anh Già Làng còn nhiều cái bún này em. Không, okay, không ạ, cái này là nhân ở trong đấy mình có trộn cả thêm bún ạ. Cái này là người ta làm sẵn rồi đúng không? Ở không chợ. Cái này về mình khác làm. Em tự làm à? Dạ. Làm từng viên một trong đấy. Đây là nhồi thịt với bún. Vì là nghe Ngọc nói ở bên Cao Bằng, cái mạn bên này thì rất là hay là bà con sáng ra rán đậu gánh đi. Đây, mời cả nhà ăn nhé, tự nhiên nhé cả nhà nhé. Chấm nước mắm. Quá ngon rồi. Hữu khéo tay ấy nhỉ? Đâu hề, vì cũng bé làm rồi, từ bé đã phải làm rồi nên là mình tiếp tục làm món này. Và cũng là món của không biết là có ngon không anh? Ngoài ra đây là còn con đuông. Đấy là đuông dừa. Đuông dừa hay đuông cọ? Ở trong miền Nam gọi là đuông dừa, còn ở bên này cũng là đuông cọ. Gọi là đuông cọ vì là cái họ dừa với họ cọ kia là gần như là như nhau. Nó giống nhau. Ngon nhỉ? Con này là mình xào qua rồi em. Cái này là xào qua rồi anh ạ. Còn đây là rau bí này. Đó. Làm miếng rau bí. Hầu như con cây nhà lá vườn đấy, tuyệt vời đấy. Đậu dừa này ngon nhỉ? Ngoài nó là thơm mà rán nó rất là khéo nhá, dai dai. Hữu khéo tay đấy. Hữu khéo tay đấy. Cái đậu là đậu rán sẵn rồi. Về mình chỉ mở vào trong rồi mình nhồi nhân vào trong thôi. Các Bằng này nổi tiếng đậu tổng cọt đúng không? Đúng rồi, đậu tổng cọt. Đậu hôm tổng nay cũng cọt. Rất là may ở trong chợ vẫn còn một ít. Em xuống khá là muộn nhưng mà đậu may là từ tổng cọt đấy à? Chắc là từ này mình vẫn làm chứ. Nhưng mà bán đắt hơn ở tổng cọt. Tổng cọt là cháu xin rồi. Phép mời anh chú nhỉ. Một mời chú. Vâng. Em đây là Triều.
anh Tú nhỉ? Anh tên là anh, Ngọc, đây anh Tú đây. Vâng, Tú bên này. Vâng, Tú bên này. Chào anh Ngọc nhé. Đúng nhá. Anh mình sinh năm 89. À, rồi, các bạn. Này, vui ạ. Nay mình đi là may có anh Gia Làng này. Đồng hành nhá, anh Gia Làng lại thay Tú cầm lái. Ngày mai thì anh hai anh em sẽ di chuyển về Hà Giang để cùng với team Nguyễn Tất Thắng là tổng kết cái chuyến xuyên Việt. Đáng ra mình muốn lán lại ở đây Cao Bằng dài dài mấy ngày cơ. Nhưng mà anh em bên đấy cũng dục nhiều quá rồi nên là cũng phải là chạy về, nhưng mà thấy Cao Bằng đang rất là nhiều những thứ mà đẹp để khám phá. Cao Bằng đây cũng là công viên địa chất toàn cầu ấy nhỉ? Đúng rồi. Được UNESCO công nhận đấy. Tức là cái làng mình địa chất xuống đây ngoe ngoẩy. Vâng. Các anh dùng đi, các anh dùng thử xem. Quay lại nữa. Thời xa xưa thì Cao Bằng này còn là một đại dương cổ, còn tìm thấy những cái tàn tích của núi lửa ngày xưa. Hôm anh em mình là trên đường đi sang. Trên đường đi sang đấy là thuộc Đông Khê. Là có vùng đại dương cổ rất là hay. Rồi anh mời em Hữu nhỉ? Dạ. Đây, cảm ơn em nhé. Dạ. Mà có hôm nay được tiếp anh ở nhà. Cũng xem em thực sự cũng xem anh rất là nhiều rồi. Cũng ngưỡng mộ rất là lâu rồi nhưng mà hôm nay mới có cơ hội để gặp anh. Dạ. Chúc anh ạ. Tuyệt vời đấy. Chiều nay em Hữu còn đang hỗ trợ cho anh em mình đi tham quan một số làng nghề nữa. Cảm ơn anh. Đấy. Rồi, mình cứ tự nhiên chú nhá. Anh chú nhá. Chứ em đi đâu là cũng tự nhiên như ruồi Hà Nội. Thấy là ăn bình thường thôi. Chứ không có khách sáo. Con này ngon phết anh Ngọc ạ. Anh Ngọc thử một con đi. Anh già làm mà thích ăn khổ qua cái này ngon này. Nãy giờ mấy miếng rồi, 5 miếng rồi. Ngon đấy. Anh nhộng ống mà. Nhộng lâu vòng nhộng em không ăn được. Nhộng mà nó bị dị ứng ấy. Em ăn nhộng ong này, cái con tép nhỏ kia nó cũng bị. Tép nhỏ bị dị ứng á? Cái con tép nhỏ nhỏ ấy, nhưng mà tôm lại không bị, thế mới lạ. Bố của bạn. Dạ. Có cái tép nhỏ sạch kia mang về làm mà tép giang. Đúng. Nhưng mà theo em hỏi cũng có một làng cũng người Cao Bằng có nhiều người bảo là do là mình ngắt cái dâu của nó không ký với cả mình cũng mình ăn nhám ký à. Bên mình là người gì sinh sống nhỉ em Hữu nhỉ? Em là người Nùng An ạ. Nùng An. Còn như anh Hội là lấy vợ với lại là người Lùng Phan Sinh. Còn em người Lùng Phan Sinh. Em là gốc luôn à? Em là gốc luôn. Lùng Phan Sinh. Năm nay tuổi tác nào đấy? Bộ trang phục của em Ngọc là Tú cực kỳ ấn tượng. Nùng đẹp. Chính gốc đây. Bụng cái túi này, nhất là cái túi này. Đẹp thật. Đây là theo 100% thủ công nha anh nhá. Túi ấn tượng lớn luôn cái túi này. Đẹp đấy. Đi bao nhiêu nơi mà bây giờ mới nhìn thấy cái túi đẹp thế. Anh em mình đều chữ mà đàn ông đeo ấy. Chữ ở trong hàng ấy đấy. Nói chung là túi này là chị em đeo cũng được mà con trai đeo cũng được. Anh cảm ơn Ngọc nhá. Vâng. Đây là đưa anh đi khám phá rất là nhiều cái hay từ Lạng Sơn đến Cao Bằng. Rất là hy vọng mà dịp gần đây thì cũng các anh mà có thời gian lên đây nữa thì cũng mong là cũng đồng hành cùng các anh mà là đưa các anh đi trải nghiệm vài nơi. Nói chung là các anh chưa đợt này mà cái thời gian nó hơi ngắn một chút, mình đi nói chung là khám phá hết những cái khu vực ở bên làng Lạng Sơn là nhiều những cái cảnh vật và những cái món đặc sản ở bên đấy. Hôm nào nếu mà về mà có thời gian nữa mà tiện thì anh em có thể là ghé lên nhà Ngọc chơi chuyến rồi bắt đầu mới đi về trong để mình xem mà thời gian ra sao. Nói chung là cũng tiện đường mà. Cũng hy vọng các anh ghé thăm biệt cửa bên nhà. Từ Hà Nội lên cũng gần đấy. Khoảng tầm tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Từ Hà Nội lên em từ, bình thường em đi đâu em chỉ tính thời gian mà, không tính cây. Đúng rồi. Kiểu như là đi từ nhà em ví dụ là đi lên Cao Bằng khoảng bao nhiêu tiếng thôi. Mình căn cái giờ mình đi nó quen rồi ấy. Kiểu mình hay đi quen đi cung đường đấy. Thế là rồi. Thế là cô đi đâu rồi chú? Cô đi giúp họ gặt lúa, cấy lúa. À thế là xong rồi mình ăn cơm ở bên đấy luôn. Anh Tú là kênh của anh là xe đầu kéo vlog. Rồi. Bạn nha. Ô thịt gà ế à? Để em anh Hội có bằng lái xe không nhỉ? Anh có chứ. À thế à? Nhưng mà em thấy hai anh em là chưa có cạn thì chắc là đang phân vân không biết là ai sẽ lái xe ấy. Đi bốc thăm. Bây giờ phải anh Hội là chưa uống. Anh thì lại cái bia này anh lại. Đấy, thế thì bây giờ nếu mà quanh hôm nay là mình sẽ di chuyển bằng xe máy. Rượu là anh cho mát. Tốt đấy.
Thế thì bây giờ tối anh uống rượu, còn ngày thì cho Ngọc uống bia đi, uống một chai đi. Dạ. Nào anh gọi có chưa? Đây, 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 anh ăn không? Đây thì gà mà anh. Cái này chấm cái gì đây nhỉ? Cái nước đây à? chấm như này. Dạ. À, đây là em pha chế có gì đây nhỉ? Có trứng ở trong con gà ấy. À. Em dằm xuống luôn. À hay đấy nhỉ? Bây giờ mình mới được ăn kiểu dằm với lại trứng gà. Cắt tiết đây, mình vừa cắt tiết kia trong là hay phết nhỉ. Hôm nay thì người ta cắt tiết cho mình sớm sáng rồi. Nên là mình không cắt được tiết. Ngon đấy. Cả nhà ăn đi. Thôi chú ăn đi chú. Anh chú. Gà thơm, ngon. Thơm lá chanh. Đâu cần nào. Không ngon mà, bùi lắm. Vài ngon. Hơi phải hơi vững bằng. Đâu, thử miếng thịt kho chám à. Tráng sĩ này. Kho tráng này phải ăn về xôi thì mới hợp. Em này em mới ở nhà mới một chút thôi mà thấy là đi chợ về khoảng cỡ 1-2 tiếng mà nấu được rất là nhiều món ngon. Hiếu là đảm đang đấy. Lấy vợ về được nhờ đấy nhờ. Lấy vợ chưa em? Em chưa anh ạ. Chưa lấy vợ à? Dạ. À, đấy à. Thế thì bây giờ là mình cũng xin phép là sẽ kết thúc video ngày hôm nay tại đây để cho cả nhà ăn uống cho tự nhiên. Đấy, thì mình kiểu máy quay nhiều quá ngại, không ai dám ăn cả. Có mình Tú và khách đến ăn nhiều hơn gia chủ ấy cũng ngại. Thế nên là mình cắt máy đi để cho dễ ăn uống. Và nếu như cả nhà có yêu mến ấy, thì ghé thăm với xã Phúc Sen. Và đây là làng... Bắc Răng. Thì có thể là ghé ngay gần cái nối vào như Tú mô tả đầu video, thì có thể là ghé thăm cơ sở nhà chú Vấn Vương. Đấy, phải Vấn, phải có Vương đằng sau nữa. Khách đến là Vấn Vương thật sự luôn. Hôm nay đến đây là thấy là gia đình rất là nhiệt tình, hiếu khách. Thế là cũng là để lại sự Vấn Vương rồi. Và cái làng thì cũng rất là đẹp, với lại những cái mái ngói âm dương nhìn rất là tuyệt vời. Thì các bạn đến mua dao ủng hộ cho nhà chú Vấn Vương. Còn nếu như thích những sản phẩm đấy, có thể muốn đặt hàng thì có thể liên hệ qua Tú, thì Tú sẽ đặt hàng giúp với những sản phẩm mà nó chất lượng. Ví dụ như là mình muốn yêu cầu làm bằng cái chất lượng tốt thì cứ liên hệ với Tú, số điện thoại của Tú để dưới này luôn. Sau này có thể biết đâu là cộng tác lại để giúp lan tỏa những cái sản phẩm của gia đình nhà chú cũng như là làng rèn ở đây đi ra xa hơn nữa, thì có thể là bà con cũng có thêm công ăn việc làm, rồi những người tiêu dùng thì có những sản phẩm chất lượng. Đấy, bây giờ thì xin cảm ơn đến toàn thể gia đình một lần nữa, và xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video. Tạm biệt cả nhà nhá. Chào mọi người nhá.